Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Tracy Gia, kênh sức khỏe dành cho đàn ông và chuyên mục bản lĩnh đàn ông thời 4.0. Ở những clip trước, Tracy có chia sẻ với mọi người về cái cách ăn cái gì để cho sinh lý của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thì ở đây là hôm nay thì Tracy sẽ chia sẻ với mọi người là 18 thực phẩm vàng giúp cho các anh tăng ham muốn. Có hấp dẫn không ạ? Và hãy đăng ký kênh của Tracy để nhận được nhiều clip chia sẻ về kiến thức, về giá trị, về chuyên mục sức khỏe đàn ông các anh nhé. Để đón nhận những clip mới nhất. Vì hàng ngày Tracy đều có clip lên cho các anh học và tham khảo và bổ sung những kiến thức của mình các anh nhé. Vậy thì 18 thực phẩm vàng giúp đàn ông tăng ham muốn là gì? Gồm có cá hồi, nè, trứng, nè, sữa, nè, tỏi, nè, hàu, nè, cá ngừ, nè, cà tím, nè, khoai tây, nè. Có lợi cho sức khỏe tình dục của nam giới. Bác sĩ thông thường thì các bác sĩ luôn luôn để mà giúp cho cái việc mà cải thiện sinh lực trong đời sống vợ chồng thì luôn luôn là ngoài cái việc mà điều trị thuốc ra thì sẽ luôn luôn khuyến khích là các anh nên ăn những cái thực phẩm như thế này, như sau. Cà phê là mình mỗi ngày nên uống một ly cà phê để giúp cho các động mạch của bộ phận sinh dục thư giãn. Uống cà phê sẽ giúp cho các động mạch thư giãn ha, và lưu lượng máu tăng, tạo ra cái hiệu ứng tương tự như các loại thuốc cường dương vậy đó. Rồi, thực phẩm tiếp theo là cá hồi, trứng và sữa tươi. Một nghiên cứu tại Australia cho thấy là cơ thể nam giới cần khoảng 3.332mg vitamin D mỗi ngày để tăng testosterone. Vậy thì cái vitamin D mình sẽ lấy ở đâu? Lấy ở cá hồi, lấy ở trứng, ở sữa tươi có. Việc thiếu hụt vitamin D sẽ gây rối loạn chức năng cương dương ở nam giới. Các nhà nghiên cứu ở Ý cho biết á, sự thiếu hụt đó nó sẽ làm giảm cái nitric oxide, là một cái hợp chất giúp các mạch máu hoạt động tốt hơn. Cho nên là cái vitamin D bắt buộc phải có. Vậy thì lấy vitamin D từ cá ha, từ trứng, từ sữa ha. Rồi, Robina là một cái loại rau chân vịt. Ở Việt Nam mình gọi là rau cải bó xôi đó mọi người. Thì đây là một cái nguồn cung cấp nhiều magie, nó sẽ làm giãn cái mạch máu ra và lưu lượng máu đến bộ phận sinh dục, tạo ra một cái sự kích thích lớn hơn cho nam giới và cả phụ nữ. Một cái thực phẩm tiếp theo đó là trà. Một ly trà không đường, nó có các catechin chống oxy hóa, giúp thúc đẩy cái lưu lượng máu khắp cơ thể, tăng cường cái trí nhớ, rồi giúp cải thiện về tâm trạng và giúp cho cái sự tập trung tốt hơn, tạo cái sự hưng phấn tốt hơn. Cho nên là nên uống trà hàng ngày ha, cà phê và trà. Rồi các loại hạt, những loại hạt ví dụ như ốc chó nè, hạnh nhân nè, hạt đậu nè, nó bổ sung protein rất là nhiều, nó cung cấp cái năng lượng để duy trì cái cân nặng ổn định. Bởi vì một người béo phì chắc chắn sẽ một người đó sẽ bị ảnh hưởng về sinh lý. Rồi hạt ngũ cốc cũng hỗ trợ tim mạch và mạch máu tuần hoàn được tốt hơn. Rồi tỏi, từ xưa thì tỏi đã được mệnh danh là thảo dược của tình yêu. Tỏi có hàm lượng allicin cao, khiến cho chúng ta sẽ luôn cảm thấy tỉnh táo nè, rồi tăng ham muốn nè và tăng sức bền hơn. Rồi tiếp theo là con hàu. Tracy có một clip riêng nói về con hàu á, nên các anh hãy nghe clip đó lại ha. Và hàu là một cái món ăn mà hầu như được khuyến khích sử dụng cho các cặp vợ chồng nhằm tăng cường cái sinh lực và tạo cái sự hưng phấn. Bởi vì hàm lượng kẽm ở trong con hàu rất là cao, chỉ cần ăn 2 con mỗi ngày và đều đặn như vậy thôi, đừng ăn quá nha. Nếu mà ăn quá sẽ trở thành lạm dụng và sẽ dẫn đến những cái phản ứng phụ khác. Thì chỉ cần ăn 2 con hàu mỗi ngày thôi là đã đủ để tăng cường cái sức khỏe cho nam giới rồi ha. Đừng có thấy mà hàu tăng sinh lực cái ăn cho cố vô ha, ăn một ngày 10 con, 15 con là dẫn đến những cái vấn đề khác rất là mệt nữa. Rồi món ăn tiếp theo là cá ngừ. Thì hàm lượng omega 3 trong cái cá ngừ sẽ giúp cơ thể tăng cường cái việc tuần hoàn máu. Và tiếp theo nữa là cái món thịt bò. Thịt bò nó sẽ giàu chất sắt cần thiết cho sự sống. Khi cơ thể thiếu sắt thì chúng ta thường chỉ muốn nằm dài ở trên giường thôi, và không muốn làm gì cả, và cơ thể rất là mệt mỏi. Rồi tiếp theo là măng tây. Măng tây nó có chứa vitamin B, vitamin E. Trong măng tây nó sẽ giúp cải thiện tuần hoàn máu và rất hữu ích cho tim mạch. Rồi tiếp theo nữa là quả bơ. Quả bơ cung cấp nhiều loại vitamin cho cơ thể, kích thích tình dục và hỗ trợ sinh sản ở cả hai giới luôn. Nên quả bơ là nam hay nữ đều ăn cũng rất là tốt. Cho nên là phải chịu khó ăn trái cây nhiều các anh nha. Rồi những cái trái cây họ cam, họ quýt, nó sẽ cung cấp vitamin C và folacin, giúp tăng cường cái hệ miễn dịch và tạo cái sự hưng phấn rất là tuyệt vời luôn. Rồi củ cải đường,
Củ cải đường sẽ giúp ổn định huyết áp nè, bởi vì huyết áp cao sẽ làm rối loạn cái chức năng cương dương. Cho nên đó là thông thường thì Tracy hay hỏi về huyết áp của các anh rất là nhiều trong cái quá trình mà điều trị về rối loạn cương dương. Rồi cà tím. Cà tím là một loại quả được đông y dùng hỗ trợ tình dục rất là tốt luôn, cải thiện khả năng sinh tinh, giúp tinh trùng khỏe mạnh hơn. Rồi sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen là cái caffeine ở trong sô-cô-la đen á, nguyên chất nó sẽ giúp cho các anh cảm thấy cơ thể nó thoải mái, tinh thần khỏe mạnh hơn và tăng cường cái hệ tuần hoàn máu. Rồi tiếp theo nữa, một cái trái cây rất là quen thuộc với chúng ta luôn, đó chính là dưa hấu. Dưa hấu nó giàu cái chất là citrulline, một cái acid amin có khả năng tăng được cái sự cương cứng ở đàn ông. Rồi tiếp theo là trái lựu. Một cái nước ép quả lựu giàu chất chống oxy hóa, nó sẽ hỗ trợ lưu lượng máu lưu thông tốt hơn. Nó sẽ giúp được cái tình trạng mà cải thiện cái rối loạn cương dương. Rồi cái loại củ tiếp theo đó là khoai tây. Khoai tây thì cái loại, dù là loại khoai tây nào chăng nữa thì chúng cũng sẽ mang đến một cái nguồn kali lớn, giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Vậy thì cái câu chuyện ở đây á, mà trong những tất cả món ăn mà Tracy vừa đề nghị với mọi người á, thì đều tập trung vào những cái món ăn giúp cho máu huyết tăng cường lưu thông máu huyết. Vì sao? Bởi vì là khi mà máu huyết lưu thông rồi thì mới đạt được cái trạng thái, ở đàn ông á, máu huyết lưu thông tốt mới đạt được cái trạng thái về cương cứng, đạt được trạng thái về quan hệ lâu hơn, đạt được trạng thái về cái việc mà thoải mái hơn, hưng phấn hơn. Cho nên đó là mình tại sao mà mình không có được thức khuya là vậy, vì thức khuya máu huyết sẽ lưu thông rất là chậm và cái việc cương cứng nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, và nó cũng giảm ham muốn luôn. Cho nên nó là những cái món ăn ở đây, cho nên tại sao là phải tập thể dục và tại sao ăn những cái món ăn này để cho máu huyết nó lưu thông và kích thích tốt hơn các anh nha. Rồi cảm ơn các anh đã xem clip này của Tracy, và rất là mong muốn các anh sẽ có một cái chế độ, sẽ có một cái sau khi nghe clip này rồi sẽ cho mình một cái chế độ ăn uống nó khoa học hơn, nó hợp lý hơn, cần bổ sung những cái chất nào trong những bữa ăn hàng ngày của mình để mà giúp cho cái việc mà cải thiện cái sinh lý của mình được trở nên là mạnh mẽ hơn các anh nhé. Cảm ơn các anh đã theo dõi clip này của Tracy, và hãy đăng ký kênh của Tracy để nhận được nhiều clip mới nhất về kiến thức, về ăn uống, về chia sẻ về sức khỏe của nam giới các anh nha. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này, và để là người đầu tiên lắng nghe video mới nhất, các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào nút chuông bên cạnh để có thể cập nhật các video mới nhất.